Đấy, chỉ khi nào mà cái từ đấy nó sai đúng về từ vựng, đấy, đúng từ vựng, đấy, không đúng từ vựng thì nó sẽ báo cho mình, đúng không? Mình check vào đây. Đấy. À, có một bạn ấy hỏi là có hai câu hỏi, bạn Hữu Nhượng này có hai câu hỏi. Cái mà em muốn kiểm tra cái chính tả trên Google Docs ấy, thì trên Google Docs nó có một cái nó gọi là gì nhỉ? Nó có cái phần kiểm tra chính tả đấy. Đấy. Chờ tí nhá, chờ tí. Đây này, ví dụ như là em mở cái này ra nhá. Đấy, thì mình viết ở đây chẳng hạn, mình viết một cái nội dung gì đấy chẳng hạn. Đấy, ví dụ như là đấy, ví dụ cái nội dung này chẳng hạn nhé, mà nếu mà giả sử như mình có một cái lỗi chính tả nào đó sai chẳng hạn, mình cố tình mình cho lỗi chính tả ở đây chẳng hạn, thế thì em sẽ có phải là em có thể vào trong này, em upload một cái file Word lên, đúng không, và sau đó em mở ở trên Google Doc này được, và ở trong cái phần công cụ này nó có phần chính tả và ngữ pháp này, thế thì mình kích vào đây, đúng không, kích vào đây một cái này, đấy thì có phải là nó phát hiện ra ở đây là có lỗi chính tả không, hiểu không à Nhượng ơi? Đấy, lỗi chính tả nhá, và thậm chí là nó gì nhỉ, nó khuyến nghị cho chúng ta là gì, là nên đổi thành nước này, ở đây là mình cố tình mình viết sai mà. Đấy, thì nếu mà giả sử như là cái chỗ này máy tính nó nhận ra là lỗi nhưng mà chúng ta vẫn cố tình mình cho là đúng thì mình có thể kích vào bỏ qua đấy để nó sẽ không check cái này nữa, còn không thì mình có thể kích là chấp nhận, đúng không, hoặc là kích vào chữ nước này, chấp nhận cái thì nó đổi chữ nước này, đúng không, đấy sau đó mình tiếp tục này. Đấy, cái chữ này nó không nhận ra này, thử xem là check lại một lần nữa này. Đấy, có cái thì nó không phân tích chót này là đúng. thêm một từ nữa. Đấy, thì nó sẽ nhận ra này. Đấy, thử xem nào. Đấy thấy không? Đấy, thì tất nhiên là trong này nó có những cái từ mà các bạn hình dung ra là gì, nó vẫn hợp nghĩa, tức là nếu mà từ tiếng Việt ấy nó vẫn đúng nhưng mà nó sai với lại cái văn cảnh của mình. Đấy, thì đôi khi nó không nhận ra. Đấy, chỉ khi nào mà cái từ đấy nó sai đúng về từ vựng, đấy, đúng từ vựng, đấy, không đúng từ vựng thì nó sẽ báo cho mình, đúng không? Mình check vào đây. Đấy. Như vậy là đấy là cái cách để mà các bạn có thể kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt nhé. Đấy, các bạn vào chữ là công cụ này. Đấy, kích vào chính tả và ngữ pháp này, xong kích vào cái chữ là kiểm tra chính tả và ngữ pháp. Đấy, thì lúc này mình sẽ phát hiện được lỗi, đấy, đối với tiếng Việt. Đấy. Thì đây là cái cách đơn giản nhất để cho các bạn giảm thiểu những cái lỗi cơ bản. Đấy, khi mà chúng ta nộp bài cho các thầy cô, nộp bài cho hội đồng ấy, mà nó lại vẫn có các cái lỗi từ vựng, mà từ vựng bằng tiếng Việt thì nó rất là dở. Cho nên là các bạn nên dùng cái này, đúng không? Đấy. Rồi, câu hỏi thứ hai của bạn ấy là ChatGPT-4 thì là bao nhiêu tiền? ChatGPT-4 bây giờ nó là 20 đô em ạ. Đấy, tôi vừa trả là 20 đô. Đây, mình có cái gói đây, My Plan này. Đây này, 20 đô một tháng em ạ. 20 đô một tháng. Mình có thể sử dụng cái thẻ tín dụng của mình để trả được cái này. Đấy. Rồi, đấy là câu của bạn Nhượng. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.